there, welcome back, Miss Huyền here. Today we're going to study part 2 of family. Hôm nay mình sẽ học các chủ các từ vựng liên quan tới chủ đề về gia đình, nhưng mà là những người họ hàng của chúng ta, xa hơn của chúng ta các bạn ha. Bữa trước part 1 chúng ta đã học về những người gần gũi với chúng ta, ba mẹ, anh chị, vợ chồng của chúng ta rồi. Nếu như mà các bạn chưa coi thì các bạn vui lòng mở lại cái video liên quan tới family part 1 các bạn coi, ok? Now, today we're studying part 2 from 14. Last time we studied 13 words, and today we'll study from number 14 to number 25. And last time we studied 3 questions and answers, and today we continue to study number 4, 5, 6, huh? Now, ông của chúng ta thì chúng ta có 3 từ: grandfather, grandpa, or granddad. Now, grandfather, grandfather, grandpa, grandpa, granddad. Cái này là ép bẹ các bạn ha. À, grandfather, grandfather, grandpa, grandpa, granddad, granddad. Ok, rồi bây giờ các bạn muốn học về tiếp theo, đó chính là về bà của mình ha. Cũng có ba từ luôn. Grandmother. TH các bạn nhớ đưa lưỡi các bạn nhé. Grandmother. Grandmother. Or grandma. Grandma. This one. Granny. Granny. Very lovely, đúng không? Okay. Grandmother. Grandma. Granny. Okay. Your grandfather and your grandma, tức là ông và bà của bạn, thì chúng ta có một từ gọi chung, đó chính là từ grandparents. Sorry, we miss S here. Grandparents, grandparents, air, parents, grandparents, grandparents. Now, ông cố hay là cụ của chúng ta ha, tuy có những nơi thì gọi là, tức là ba của ông mình á, ba của ông bà mình, thì mình gọi là, có những người người ta gọi là ông cố, có những người gọi là người ta gọi là cụ, tùy các bạn ha. So this is great grandfather, great grandfather, and bà cố hay là bà cụ thì chúng ta gọi là great grandmother, great grandmother. Okay. Rồi uncle and aunt, những cái người nào mà không cần biết chữ, cần mình ở Việt Nam mình thì mình có nhiều từ gọi lắm, tại vì do mình sống theo họ hàng nhiều gần gũi nhau, nên các bạn phân chia nào là bác, nào là chú, nào là cậu, rồi dượng, tùm lum hết trơn. Nhưng mà mình chỉ cần biết là nếu mà là nam là nam thôi, mà là người họ hàng của ba mình ha, thì hay là anh hay là chú là gì đó không cần biết. Cái này còn mình có thể dịch là dượng nè, là chú nè, là cậu nè, nào là bác nè, tùm lum, thì cái này gọi là uncle. Ok, uncle, uncle, this one tương tự như vậy. Cái này ha, là dì, là mợ, là thím, là cô gì đó, nhiều quá, Việt Nam mình rất là nhiều, thì cái này tiếng Anh nó gọi là aunt, aunt. Ok, rồi cái này ha, người Mỹ thì gọi là aunt, aunt, aunt. Còn người Anh á, người ta sẽ đọc là chữ r, aunt, aunt. You can pronounce aunt or aunt the same. Rồi tiếp, anh chị em họ, không cần biết là anh họ hay chị họ hay là em họ, chỉ cần biết là anh em họ nói chung thôi, mình sẽ gọi là cousin, cousin. Ok, rất là nhiều bạn học trò cứ đọc là cousin, cousin nhá. No, that is về ngược, cousin, cousin. Rồi các bạn biết là tại vì sao mà người ta ở bên nước ngoài á, người ta cứ gọi chung chung uncle, aunt, cousin như thế này không các bạn? Và bản thân người ta cũng không có phân biệt ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, người ta không có phân biệt như thế, bởi vì người ta gọi là sống individually nhiều, người ta sống theo cá thể nhiều, người ta sống riêng tư nhiều. Khi mà các bạn đó 16, 18 tuổi là các bạn đã chuyển ra, tách ra sống riêng khỏi ba mẹ rồi, và các bạn cũng ít khi liên lạc với những người họ hàng của mình nhiều. Đa số thì các bạn chỉ
gọi là liên hệ với những người thân của mình như là anh chị em ruột, ba mẹ ruột của mình thôi, chứ các bạn ít khi nào có liên hệ với người họ hàng lắm. Các bạn ở bên đó rất là ít khi nào mà gặp nhau, nên là các bạn chỉ cần biết là cái người này là chú là gì, là dượng gì đó liên quan gì tới ba mẹ mình thì mình gọi là uncle, gọi là aunt, gọi là cousin thôi, chứ cũng không quan tâm là cậu là chú, là thím, là dượng hay là anh họ em họ gì hết trơn các bạn ha. Bởi vì do tính của họ, họ họ cá thể, họ quen rồi, họ không có cái kiểu mà sống cái kiểu thay Việt Nam mình gọi là bầy đàn, gọi là mình cứ họ hàng mình sống rất là vậy, gọi là gần gũi nhau, thân thiết với nhau, cứ Tết nhất hay là lễ lại gì đó là bắt đầu mình tụ họp lại với nhau rất là đông vui, cái mình phân biệt rất là rõ. Người nước ngoài mà người ta học tiếng Việt mình hơn, người ta cảm thấy rất là mệt mỏi các bạn nhé. Thì tùy mình học tiếng Anh như vậy mình lại cảm thấy dễ dàng hơn ha. Ok, so uncle, aunt, cousin. Rồi, cháu gái của mình ha thì mình sẽ gọi là niece. Y dài ha, niece, niece. Không cần biết là của anh hay của chị, của gì, chỉ cần biết là cháu gái của mình thôi thì mình sẽ gọi là niece, ok. Còn cháu trai của mình sẽ gọi là nephew, nephew, ok. This one, relative, relative. Cái này có nghĩa là họ hàng nói chung của mình ha, những người bà con thân thuộc với mình, thì mình gọi là relative. Okay. Rất là nhiều bạn cứ đọc là relative. Thật ra thì cũng có một cái từ ở một nghĩa khác, mà nghĩa tính từ là có liên quan, thì cái này có nghĩa là relative. Nhưng mà trong trường hợp này học liên quan tới chủ đề family thì mình phải đọc cái này là relative. Ok, relative, relative, relative. Còn bạn muốn dùng họ hàng chung nó nhiều thì bạn sẽ dùng relatives, thêm s vô ha, relatives. Right. Bây giờ mình sẽ có cái từ in-law. In-law tức là theo luật các bạn ha. Khi mà mình kết hôn với một người nào đó thì ba mẹ của người đó, anh chị con cái của người đó thì cũng giống như là gọi là dâu, là rể của mình ha. Đó thì tùy, nhưng mà các bạn để ý nha, là bên nước người ta thì người ta không có phân biệt là nhà nội hay nhà ngoại, mẹ chồng mẹ vợ hay là này nọ, người ta chỉ gọi chung là cái bên á, cái người mà mình, cái gia đình á, cái người ba người mẹ, người anh người chị người con người cái, mà là cái người mà kết hôn với bên cái gia đình của chồng mình hay vợ mình thì người ta sẽ gọi chung như thế này, và thêm cái từ in-law các bạn ha. Father in-law, mother in-law, sister in-law, brother in-law, son in-law, daughter in-law. Từ này cô đọc khá là nhanh. Nếu mà các bạn muốn đọc lại những từ này kỹ thì các bạn qua part 1 của family các bạn ha. Again, father in-law tức là ba chồng hay là ba vợ đó, mother in-law mẹ chồng mẹ vợ, sister in-law cái này gọi là chị dâu hay là chị chồng. Ok, brother in-law cũng vậy, son in-law con dâu con dễ, daughter in-law. Ok. Continue. Chúng ta sẽ đọc lại các bạn ha. Grandfather, grandfather, grandpa, grandpa, granddad, granddad, grandmother, grandmother, grandma, grandma, granny. Oh, I love this one. Granny. Now, grandparents, grandparents, great grandfather, great grandmother, uncle, uncle, aunt, aunt, or you can say aunt at the same. Cousin, remember, cousin. Niece, niece. Nephew, nephew. Relative, relative. Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, son-in-law, daughter-in-law. Law có nghĩa là theo luật, tức là khi mà người ta kết hôn với mình theo luật pháp rồi thì người ta sẽ trở thành gọi là ba chồng ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đó các bạn ha. Ok, in law. Như bạn học trò của cô có đọc đây là law, sorry, this is law. Ok, in law. Now we go to some questions and answers. How old is your grandfather? Các bạn có thể thay thế từ từ nào các bạn thích tùy ha. How old is your grandfather? He's 80 years old. Nếu mà là nam thì mình sẽ dùng he, nữ thì mình sẽ dùng she, ok? He's 80, tuổi các bạn tự thay thế, years old. Các bạn ơi, ví dụ các bạn, cái này ha, nó sẽ được phiên âm là chữ Z.
Thì các bạn cái này sẽ đọc là years old, cũng được, các bạn đọc tắt là years old or years old the same. Và các bạn thích thì các bạn có thể thêm từ years old này cũng được, không thì thôi. How old is your grandfather? He's 80. It's still okay. Now, does your cousin like dancing? Ai đó, cái này mình có thể thay thế nha. Cousin mình cũng có thể thay thế là mother-in-law, son-in-law hay là niece and nephew gì đó, tùy các bạn ha. Does your cousin like dancing? Thích cái gì đó tùy. Like dancing, like swimming, like playing any kinds of sports, playing badminton, playing volleyball, hoặc là like reading, tùy thích cái gì đó ha. Họ có thích cái gì không? Yes. Cousin này, thì tại vì cousin này là anh chị em họ nên cũng đâu có phân biệt là nam hay nữ gì đâu, thì cô sẽ lấy là từ này là từ she các bạn ha. She doesn't. Còn nếu mà là trai thì mình sẽ lấy là he ha. Yes, she does. Yes, she does. Or no, she doesn't. If that is yes, you can say yes, she does. And then you can add some more here. Các bạn thêm một chút vô cũng được. She's very good at. Nói vô các bạn ha. Good at dancing. Yes, she does. She's very good at dancing. Nếu mà các bạn không thì các bạn nói là no, she doesn't. Rồi các bạn thêm một cái gì đó là người ta thích cái gì khác. Ví dụ, she likes dancing. She likes, thêm S các bạn nhé. Likes singing. She likes singing. Không thích hát thì có thể là she likes swimming. She likes listening to music. She likes watching TV. Tùy các bạn thích cái gì, tùy các bạn thêm vô ha. Again, does your cousin like dancing? Does your cousin like dancing? Yes, she does. She's very good at dancing. Yes, she does. She's very good at dancing. No, she doesn't. She likes singing. No, she doesn't. She likes singing. Right. How many nieces? Nieces là số ít. How many? Sao how many? Mình phải cộng với một số nhiều ha. Thì mình sẽ thêm S vô. Many nieces. Nhớ hai âm T thì các bạn phải thêm vô, nhớ như cho nó. Nieces. Do you have? How many nieces do you have? Bạn có mấy cháu gái? Thì các bạn cũng tùy. How many cousins do you have? Bạn có mấy anh em họ? How many nephews do you have? Bạn có mấy cháu trai? Tùy các bạn thêm vô. Hay là how many brothers do you have? Okay, how many sons do you have? Nhưng mà các bạn nhớ là how many mình sẽ dùng số nhiều ha. How many nieces do you have? I have, tùy các bạn, 3 nieces. I have 3 nieces. Các bạn tự thêm vô ha. Ví dụ I have 4 nieces. Hoặc là nếu mà người ta hỏi nephew thì mình sẽ hỏi là I have 3 nephews. Or I have 4 nephews. How many nieces do you have? I have 3. Sorry, how many nieces do you have? I have 3 nieces. Again, for the questions, how old is your grandfather? How old is your grandfather? He's 80 years old. He's 80. Does your cousin like dancing? Does your cousin like dancing? Yes, she does. She's very good at dancing. Yes, she does. She's very good at dancing. Does your cousin like dancing? No, she doesn't. She likes singing. No, she doesn't. She likes singing. How many nieces do you have? How many nieces do you have? I have 3 nieces. I have 3 nieces. Okay. And that's all for the topic family. Now, I hope it is useful for you guys. So goodbye. See ya.